quá trời cá luôn mình ơi, nó đều gan luôn trời. Con nào như con nấy hơn là bao nhiêu là năm bàn tay xè luôn, không con nào bự con nhỏ tài xế có chủ không à? Chủ quá hả? Thật sự là ổng là chủ làm gì đó. Ổng bình dân. À, chiều nay thì bên giao gạo với giao gia vị thiết yếu người ta cũng đem xuống cho chú anh chị. Cái này là mấy buổi vừa hôm qua nè. Đâu đã đi sớm rồi. Dạ có đi đâu không đó, đi đâu 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 đi ở đây là 100 phần là hai chủ à, nhưng mà bây ngày mốt phát bên đây còn bên kia là 50 phần bên kia. Cũng may ha, chở xuống tới đây. Ôi, có đem cao su không Sơn? Hết đây con. Con đứng đây nè con. Con đứng đây nè cho chú chuyện cho con, con chuyện cho con. Bên tập quá, chú cũng chở xuống tới đây luôn. Trà Vinh cũng chở, mà Vĩnh Châu cũng chở. Bà xuống xuống cái gạo đi. Xuống cái gạo. Cái lớp có chút xíu à. Nó có thể ở trong đó nó dựng nó nghe ra. Có biết cha con à. Dạ, cô nhà cô gần đây không? Kia ở đậu nhà người chị. Dạ, không con biết cô. Con nhớ con nhìn con nói con thấy cô quen dữ lắm. À mà đó thấy đó trên giường á là con nhỏ xíu à. Dạ. Giờ vậy đó rồi bố hổng cha xuống đây nè, dòm trang dữ. Giờ nó qua lại hoài dẫm cha. Cô nhìn con biết con nhiêu tuổi không? Dữ ta, hồi đó chị ở chở nóng nam mà đã nuôi à. Ừ. Bây giờ mặt hạm chết tôi. Nghe mẹ đâu hạm ra đi để hạm nó hạm không? Chị ra mấy chị em đi người hết ăn mấy thảo của ba chị cắt cho đó. Đồng thọn à. Ở chở nhà ổng không? Đường đó cái này 30. Đường nữa nè, không vậy là mở ra lấy cái này 20. Phúc xếp bàn lại Phúc, để quạt gió xuống. Gia đình Nam may mắn cái là mình đi đến đâu mình cũng được mọi người hỗ trợ nhiệt tình. Chứ mình nên Nam với cha Nam với Phúc là làm chắc không sẽ. Cái này lọc đường nè. Lọc đường để cho con Nam đó. Cái này một thùng vậy là 40 gói nè. Vậy quên nấu với chỗ tập quá là chia ra làm hai. Bốn chỗ. Giờ mày lấy bọc cái này ra nè. Cái này lấy cho mình gói nó đủ nè. Cái này 30. Cái này đưa, cái này đưa. Bọc cái này trong đây. Cái này là bọc nó nằm trong thùng này, bên đây mình chưa có xài bọc đâu phải không? Không cho bên kia trước rồi. Dạ, mình lấy bọc bên đây. À, vậy mình ngày mai đi rồi mình lấy bọc qua cũng được. Sáng mình lấy ra mình làm.
Dạ, mai phát bên kia trước cô chú anh chị, bên đây mình phát sau. Tại bên đây mình cho cô bạn mẹ Nam đi đi cho phiếu. 10 gói đi ra mới đủ. Bên đây là nhà của Tài Phương. Dầu ăn lấy thêm 2 chai nữa mới đủ. Dầu ăn không biết cái thùng nè. Có điện chứng minh chưa? Rồi. Có bao được 2 giặt gì đó. Mưa này là lên nắm hết ạ. Tại vì Hương xuống đây chia ra hai chỗ mà Hương quên nấu cái chỗ thịt quá cả nhà, để cho người ta làm sẵn cho mình á, để xuống đây cái nó hơi lu bu. Rồi mình cứ chia gì đây, nếu mà qua bển nó có dư thì mình sắp ngược trở về bên đây. Tại vì 100 thành thì người ta cũng giao đủ hết á. Không biết đừng thui. Chiều nay thì gia đình Nam đi xuống nhà của chú Minh để mình đi bắt cá ở nhà của chú anh chị. Được giống lắm thì sợ. Kinh nè. Thú đó cả nhà. Dạ. Tê văn luôn. Thú mà nó biết mình biết thương động vật đó là nó gặp mình nó hết. Được. Sao ông báo cái mặt lỗ được? Được. Phải không? À. Được. Nhưng mà không sống vậy nè. Tiếng mặn được. Nhưng mà lấy hai cái con dây cọt hai cái ống quần đi. Nghe cá vô à. Chị nói không? Đi đường nào? Tôi nói là tôi nói là tôi nói ông đây mặc mặc sọt không? Đi đường nào? Đi sao nào? Đi đường sao hả? Ở đây là có điện gió nè cô chú anh chị. Thổi nghe hù 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 luôn. Nhìn xa xa thấy nó nhỏ xíu lại gần nó to khủng khiếp luôn. Rồi lỡ nhiều ao quá rồi không biết ao mình qua ao người ta vớt không? Ở đây thì cha Nam với chú Minh người đầu nha. Chú Minh thì lội xuống chân lưới. Chú Minh nói là cái ao này mình giăng thì dính nó đỡ nè, còn ao đằng kia nó giăng là dính là bỏ lưới luôn. Cái ao kia nó giăng là bỏ tấm lưới luôn, thổi gỡ luôn nó dính. Cái ao này thì thưa cá hơn mà cá nó mập. À, cá nó to hơn mập hơn ha. Ủa sao kỳ ta? Ở trên mình á thì mình đi lựa cái chỗ nào cá nhiều mình về mới giăng. Còn ở dưới này thì lựa cái nào ít mới giăng, cả nhà nhiều quá giăng gỡ không nổi. Mình cái mấy ao chả là tấm lưới này giăng là bỏ tấm lưới á chứ không đường nào mở. Anh Mập học hỏi kìa, mình nó giăng nó thả vòng kìa. Còn anh với thằng Cường giăng thẳng gan. Cái này là sau khi mà chú Minh giăng xong nè, rồi cái chú Minh sẽ đuổi như vậy nè. Đuổi như vậy là mình sẽ nhanh rất là giăng dính cá luôn, cá nó sẽ chảy vào lưới á. Nước này là nước mặn nha cô chú anh chị. Ở như này á, do là trống á, gió nó cũng mạnh lắm. Năm quay không biết là có bị ồn không. Nếu như mà có bị ồn á, thì cô chú anh chị cũng thông cảm. Tại vì mình không có cách nào mà để mình khắc phục được hết. Ở đây thì mọi người đang trong thời gian chờ đợi. Mới để xuống là chưa được một phút nữa mà dở lên lừ hết cô chú anh chị. Chú nói cá phi ở đây ăn ngon dữ lắm, nó kiểu như cái vuông này nó thiên nhiên á, rồi nó mập á, ăn béo dữ lắm. Chú nói là mấy cái vuông kia thì nó có cá này cái kia lộn xộn, nhưng mà cái vuông này là cá phi ngon, cho nên là chú muốn đi ăn ở đây.
mới để lứ xuống thôi mà dở lên chỗ 3-4 con không cái này. Cha Nam đuổi quyết liệt. Lâu lâu xuống càng bào. Có ai muốn về một tay giăng lưới thì lại đây nha. Quá trời luôn rồi chú Minh ơi. Cá phi con bự bự không, cái này hơn là cá dính cá tiễn đó. Thì cá tiễn thiệt mà. Con nào như con nấy luôn rồi, đâu bự mà. Quá trời. Quá trời cá luôn mình ơi. Nó đều gan luôn trời. Con nào như con nấy hơn là bao nhiêu là năm bàn tay xè luôn, không con nào bự con nhỏ luôn. cái lỗ nó bự chứ. Gì hả? Cái sáu phân mà. Đâu dở lên cái coi. Quá chí rồi. Cái này mà nướng thì hết tỷ rồi, như con mà bảy luôn. Giữ cái ta, sao hồi nãy lại thấy cũng đâu có nó chạy hung đâu mà nó nằm như này mình không thấy được. Cái này nó cũng sâu nè. Được rồi, dở hơi mệt mỗi tay. tay lứ này 10kg không hết đâu mà mình ơi ha. Chắc tại đó. Quá trời luôn. Cái này là muốn 5kg mẹ nó nè. Bởi vì cá này chung ra 3 con là vô cái ký rồi đó. 3 con cái ký. 30 con là vô 10kg rồi. Ôi ôi con cá. Nè cả nhà. Tròn quay luôn. Con cá này nó mập. Quá trời. Ôi mỗi tay. Dở cái dở trên cao mỗi tay chết. Gà dưới đây, gà lại dưới đây. Trời ơi, nó có nồi luôn rồi. Vậy mà mình cũng cho người ta vô văn ăn về ăn mà còn gì đó hả? Trời ơi, mấy đứa nhỏ mấy đứa văn chết luôn. Mình nó dạng như là bà con anh em mà. Người ta không có ha. Không có, mình cho. Cho vô văn. Vậy là mình nói là cái mấy cái hàm bên kia là văn là tay lứ là thổi gỡ luôn hả? Thổi gỡ luôn. Văn rồi bỏ luôn cái ao này văn hoài còn vậy nữa rồi. Cái ao kia sao gỡ. Văn rồi, nước rồi ngồi khóc luôn á. Dở lên cái này quá trời cả nhà trong kia. Văn ngồi khóc luôn à. Sao gỡ hết ăn nhậu luôn, hết ăn nhậu luôn. Trời ơi, thôi nó dính mấy đứa nó ra qua văn hàng ngày nữa. Cá này mình nuôi trong vuông á, nó đủ mồi á, cá nó mập ha. Quay cái chục ký quá trời luôn em ơi. Thì chừng nào về đó rồi chừng nào về đó rồi văn cá về. Em về bán muối xả thôi, ớt thôi, một năm. Về đó rồi văn giác về đánh khô phải khô. Quá trời, con nào mấy bự dữ vậy. Rồi con cá nó mập nè. Hết biết rồi cá. Dính vô cây rồi anh dọn. Anh nhớ là em đi vòng quá anh mập á. Đâu có đây. Quá trời. Có đâu có thả đâu. Ôi mổ tay quá rồi bà con ơi. bữa hổm anh cũng biện là kéo quá lưới của chú hai đó. Trời ơi, trời nó nặng. Cô chú anh chị ơi, làm nó thật luôn, đưa xuống không được 5 phút nữa. 5 phút đâu, đẩy bọc lại. Trời ơi, cá gì mà giữ gì không biết kìa. Chúng mình nó nói là kia là bỏ xuống là hết cỡ được tấm lưới luôn. Dạ. Em chưa thấy cái xứ sở nào mà cá dữ thì chứ. Ở trên mình đâu có dữ gì mà cá to không có bự. Thiệt là đã. Cái đó đặt cái gì chú Minh? Nhưng mà đặt vô cái gì á? Cua tôm hả? Ồ mời có cua tôm xuống nha. Ở đây là chú mình đặt thêm mấy cái cửa ngục nữa. Rồi tí xíu là ngày mai là mình sẽ xuống mình dở thêm tôm cua nha. Mời có clip tôm cua nha cô chú anh chị. Quá đã luôn.
cà phê không à. Cà phê tao đem ra. Gỡ chưa hay là chưa gỡ? Chưa gỡ nè. Rồi, rồi sao ta? Cái này lấy cây thật nghe mấy. Tháo cái đó ra đi. Lấy cái đồ vô giùm đi với em. Trời ơi nặng. Trời. Thôi ơi bự bự sao. Ủa, cái này lớn nha, đúng rồi, rồi. Cá ngon ngon không mặt mặt không. Không bên này. Mà có một cái là cà phê. Nó đặt sần hôm thằng là gì đó. Thì cà phê ăn được rồi. Đặt cái gì đó để may dở tép phú. Ở trên mình thì kêu mà hai cái một cái đặt sần hôm. Má này nè. Dạ. Mấy cái lên mấy không thọt vô được, không thọt nó lý vô được. Chị má. Trời ơi. Trên chục ký á. Chà banh banh để túi cho mở. Lắm hai rồi nó 3 năm rồi. Trời ơi không được 5 phút. Trời ơi. Trời ơi. Nó má cho nó lâu lâu. Gì vậy? Má bỏ sao mình đục chân cho má. Trời ơi. Mình bắt lại, mình bắt lại, mình bắt lại. Vô mới biết bắt kìa, ai biết bắt. Kéo kéo ra, kéo. Đã kéo ra cho chị. Hả? Trời ơi quá trời bự rồi. Ăn nướng ăn à. Nướng cái gì này. Nướng gì mà có cái giác nữa ha. Con cái giác. Đem vô kêu chân đem cái giác xuống. Không, con dung có cái giác chưa. Thôi tôi vô tôi lấy ra tôi mặn lần lần đi. Cái này giá nước đâu còn mặn. Ừ, cả nhà ơi. Không mổ bụng hả? Mổ bụng ra. Còn to to không? Bàn tay nam nè, cá phi nè. Cái này ớt đâu? Đi vuông. Bây giờ tôi nằm tôi đợi tôi mới ủa sao cái lâu với thân cái không nghe điện cái người bây giờ cái đó đã hay cả nhà ở lão ha. Cái màu nó khác hơn cái bằng trên mình nè. Cái bằng trên mình là vòng vòng đây nó màu đỏ rồi cái này nó dẫm lên. Nó dẫm lên nó như ngôi sao vậy đẹp lắm. Cái này nó úp xuống. Cái bằng nước mặn. Bằng ổi. Bằng ổi. Cái bằng kia cái bằng ổi. Dạ. Lão ha. Cô kia con ăn đi rồi nó chua cho mày thấy. Chua không? Chua chứ lắm hả? Cắn thử cái rồi nuốt miếng. Dạ thôi. Cắn thử cái đi. Thôi. Đi nấu bên chua. Không ăn với miếng ớt. Đúng rồi, nhậu với mắm mà có mắm. Ủa, mình có bằng nữa không? Cầm cái chan. Cầm cái chan thấy. Dạ hả? Một cái chan mắm. Cái đó ăn đó. Cái này ông ăn nhậu rồi ông ăn hả? Cái đó vậy? Cái gì? Cái đó bằng này không giống trên mình. Giữa ăn nó hai cái hàm răng nó siết lại luôn trời. Thôi hết. Rồi. Đây tới đó đi dân. Mấy con này như con cá phi hồi xưa mình nuôi ở nhà cha, nuôi vườn hết cha. Rồi, cái này là giỏ rồi đó, hồi đợt nó bán cũng đứng nè. Còn 1 ký, 1 ký rồi mà. Còn 1 ký hả? Ngoài không đó. Cái đó cá điều hồng luôn chứ cá phi gì đó. Đẹp quá, giống con. Mấy người đó nuôi mấy con kia, con cái sáo. Chị thấy xinh chặt bạch bạch. Đó, chị hả? Cái đại đó. Cái làm mồi đi. Ai làm nữa không biết à. Biết luộc thì tôi luộc rồi đó. Ai kìa đi luộc ốc đây. Đi ai tôi làm mồi được hai món rồi đó. Ốc làm gì? Người làm món đó tôi biết tôi luộc rồi tôi luộc rồi. Không đi làm không đi. Không biết làm gì biết luộc cái luộc à. Cắp bia đi miếng rồi. Bởi vì Văn thì dính thấy ham mà về gồng cái bà ừ, bởi vậy luôn, bởi vậy kêu ông Văn chỗ cá nhẹ. Cái bữa cuối á, bữa mà gần về đó xin nó một tay đây nên về đặng ăn. Xin gì cho, xin gì ổng ổng nó ổng kêu hàng xóm là Văn nhóc cho mà ta ăn ta ngán hết cả. Mấy đứa bên vợ đó, nó Văn hoài, nó với người Bảo, còn Bảo nó Văn á. Xin tay nó ra giá kìa, đem về bán ăn á. Con nấu hả chị ba? Cá bự nữa. Con bự được cái mạng ở đây mình có gạo gì ăn? Đây có gạo gì nội? Có đột lan nè. Đột lan nhóc. Đột lan chúng ta ăn mấy cái không? Nhưng mình coi cái dáng mình phải chấm gạo á. Cái chào nó thì mày lấy cái giác xuống. Lại nào? Tôi đi mua thang tôi mua thang nào? Xuống chưa? Đi tắm đi mình. Đi tắm rồi đi đâu đi đi. Rồi tới mập kìa, mập cũng bệnh nha nhầm. Anh mập ra đấm với em, đỡ mà không? Rồi, tắm rồi. 8 tháng quá. Tình hình là tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên mâm nha, lên dĩa. Rửa sạn à? Chúng mình rửa sạn là vô đồ lắm rồi kìa, nước đá rồi bia nữa.
trà uống thì không được bao nhiêu mà thấy chúng mình còn làm thấy bệnh hoành tráng quá trời, hầm bẻ răng vậy. Có ba lo mà mua đâu năm tùng vậy. Dạ, hồi sáng thì bên đại lý ta cũng có chở gạo ở đây nè cả nhà, thì ngày mai mới phát nha. Ở đây mai mình phát đây 50 phần. Để nhà em, tại vì ở bên đây em nói bây giờ già bên đó trà nã vô Hương khảo sát em thấy cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm cả nhà. Nhà lá nhà cũng xuống cấp này kia đó, thấy cũng đáng thương, cho nên là em khảo sát bên đây, em nói bên đây cũng có nhiều, cho nên là Hương chia qua đây 50 để bên nhà của bạn Dung 50. Đây qua đó cũng xa lắm cả nhà, rồi ví dụ như mình cho một chỗ thì em nói bà con bên đây người ta không có phương tiện, người ta đi xa mình thấy cũng tội nghiệp, cho nên là thôi mình chia qua đây. Rồi chắc có lẽ là tại vì ở đây 100 phần, nhưng mà hai người, một cô và một chị, thì Hương chia ra hai chỗ để mình chia cả nhà. Dạ có nướng chưa mẹ, coi nướng chưa? Dạ con không, cha coi nướng chưa cha? Chưa. Hồi quay nướng. Nướng hả? Thấy cái này là con đi lấy da về hả, đi giao mà lấy về đạp tới nó còn số. Dạ. Cái đó mình nó còn ga không, có ga không? Dạ. Ở đây cái khung cảnh ở đây giờ thấy mát mẻ quá ha. Mát. Cái này là chắc cái lúc mà người ta làm điện gió người ta mới mở đường vô đây quá chú ha. Ồ nhìn to ghê. Dạ. 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 Cái này của Suối Tiên à? Thấy về mình dòm nó thấy gì chứ đi xa lắm mới tới đó. Đúng rồi, xa. Xa lắm. Đây là đặng cũng chở khoảng 2 cây số chứ. Không có đâu. Kỳ rồi là cái cánh đó là nó chở bằng container đó. Mà hồi trước nó chở trên đường năm sông Hậu á, nhìn không biết cái gì. Cái cánh là máy trắng phải không? Dạ đúng rồi. Thấy vậy chứ 7 mấy mét đó. Vậy hả? Dữ vậy? 7 mấy mét đó. Cái gì dài hả? À, rồi anh nói đến cục hả? Giờ mình đây thấy... Ở đây thì bà con mình đa số là nuôi vuông của chú anh chị. Mà bây giờ năm thấy nuôi tôm, nuôi sú, nuôi cua rồi kia. Thả tự nhiên này kia còn có ăn chứ bây giờ nuôi đa phần là... Cái này mình lợi gần là nó quay ồ ồ luôn. Đây đã đẳng mà nghe nó thất quay ồ ồ luôn á. Biển bạc khía, con bạc khía này công nhận nó ngon ghê quy. Bạc khía cái còn nào không bắt? Dạ không, mà bạc khía này con bữa con lần đầu tiên con ăn với cái gì, cơm mẻ. Cơm mẻ hả? Dạ cơm mẻ, trời bữa ăn nó ngon. Trời nó ngon dữ lắm. Dạ lần đầu tiên á. Dạ trời nó mềm mà ăn ngon khủng khiếp. Cái đó cơm mẻ hả cô Trang? Dạ. Đây, bữa con ăn lần đầu tiên con ăn nó ngon khủng khiếp. Dạ. Dạ. Dạ của chúng mình đó, đáo đó. Nghe nói lại rồi đem cua đồ ra hấp sẵn, đem bắp ra hấp sẵn, tại vì vợ của chúng mình không có biết là mình quay clip cho nên là làm trước hết trơn. Làm trước hết giờ mẹ mình không mãi à. Ở quê là vậy đó cô chú anh chị. Chu đáo lắm. Ai à, có khách có khứa gì đó. À, nhà nam cũng vậy, à, hay là nhà của mọi người cũng vậy. Đó, rất là chu đáo. Đây cô chuẩn bị nướng nè. Mẹ mẹ, bẻ con khúc này, nóng không? Tự nhiên thấy cũng thèm, hôm qua ở nhà có mà không ăn. Cũng nổi rồi, trời chín vớt cho nãy giờ, cũng còn hơi nóng nha. À, cô chú anh chị, bắp cũng dày quá hay mẹ? Bắp mới á, bắp mới nó mùi thơm mà bắp mới cả. Ở đây thì gia đình nam cũng đang nướng ít con tôm, ít con cua, ít con cá, cô chú anh chị. Cái này súng. Súng. Công nhận không có gì mà nướng là ngon à, quá trời tôm à. Còn nướng là thơm nhất mà ngon. Mình giữ lại cái nước đó. Nước cái gì? Nước nướng là gì vậy? Con đó chết bụng quá, bỏ lửa. Để nó kêu chàng sang lấy cái bào mà ăn kêu ăn. Về miền ở vùng này thì bao hải sản như cả nhà. Tôm, cua, cá.
nhiều loại cá lắm. Sáng xuống thấy cái chị kế bên nhà bạn Dung nước bơi hai cái bàn cá kèo. Cá kèo đó mà nướng nướng mà béo béo cái đầu ăn chiên nghe lạnh quá. Nó vô chớp á. Là nướng mè. Thì bạn đi bắt đi rồi mình lại rồi bạn đi bắt xong bạn về. Về đó thôi 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 ăn quải vô. Thôi 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 lại không chịu bắt cá kèo. Đây gỡ tông gác cho nè. Thôi đi về bắt rồi đặng ấy khơi. Công nhận. Quê của tôi hả? Quê của em ta. Quê không, công nhận quê của bảy vùng quá trời ha. Quá trời độ ha. Không. Công nhận tôi tép nước nó ngọt ghê chà. Nhức nướng gì chiên. Cái này nướng mẹ ăn không? Có ăn thấy ăn chế ăn thử không rồi. Dạ. À, làm chao đi, làm chao bỏ vô. Để thợ thợ không mà hỏi sao mà nó không ngon. Bỏ vô đây. Chín rửa, chín rửa bỏ vô. Mập. Mập. Tính ra cái đó mình nghĩ sao à? Bỏ mẹ. Ờ bỏ miếng chanh vô chứ. Bỏ mẹ. Ờ. Món này mình làm muốn kêu chanh nhiều uống bia là bắt. Nãy giờ mấy buồn cưỡng không nổi à. Làm chao kè, làm chao bỏ chanh quá. Gì bỏ sữa vô. Ờ gì anh nội vậy? Mới nghe mới nghe làm chanh bỏ sữa nó là mới à. Ăn thử lần. Nó như nó than nó cuốn lấy kìa. Hổ mạch gió đi không? Thôi khỏi đâu, hổ mạch gió là nó tàn. Làm món nào mà mập hôm nay uống được 3 lon rồi. Chứ thường thường uống 2 lon à. Mà sắp sẵn tại bàn đi, ai cũng để sắp sẵn tại bàn. Cái này là kêu là không xây thì không về nè. Tao lon xuống quê nó bùng rồi không xây thì không có về. Nhà mình có hai cái giỏng ăn gà dày vậy. Tụi em đi xuống cái này chơi á. Cái mấy anh chị khán giả của em á thích quá chờ luôn, nói nếu mà có dịp ra về quê của Hương chơi dẫn đi xuống dưới đó chơi với nhau. Thấy mấy bạn á ai cũng thân thiện nó dễ thương quá trời luôn. Quá ngồi luôn rồi. Để bạn để bên dĩa đi. Cái này toàn đặc sản. Đặc sản nước ngọt, đặc sản nước này. Cái này mà đám cưới mà đãi gì ngon cái nè. Ngồi luôn rồi. Đãi gì ngon nữa mà anh ơi. Thì cái đám cưới mà đãi gì ngon luôn á mà tiền chịu chắc không nổi. Cái gì cái mất tiền hả, món mất tiền mà. Thì đó. Thấy gì mâm vậy, mâm nhậu gì cũng cỡ chịu mấy á. Tôm, cua, ốc, đồ đồng không nha. Đồ đồng với đồ biển. Hả? Dạ. Không đi quán. Ồ, con cá kìa. Cái này mình nướng là mình chỉ mình mổ bụng thôi, dãy mình vẫn để nha cô chú anh chị. À. Cái này là mình nướng mình ăn từ từ. Đã. Ồ, cá phi to quá. Cái màu cá phi này nó đẹp hơn cái màu con cá nước ngọt. Nó xanh xanh đó. Rồi con tí xíu con ngồi sao? Cho gia đình mình ngồi trước đi. Đây. Anh Mập, em bến cơm đi nè. Chứ uống màu gì? Quá thịnh soạn. Rồi ăn đi, cả nhà mình ăn đi. Để mình rồi. Ăn con tôm quen. Rồi anh cứ ghé. Mời cả nhà. Ăn tôm chờ đến chào nha. Đâu rồi, anh nhà nhớ chào tôm à. Hồi bến. Không giờ biết ta được của quý ông. Ăn cơm không? Ăn cơm đi. Ăn đi. Đây ăn mà mưa hết rồi. Rồi ăn đi, cả nhà mình ăn đi. Ăn mưa. Ăn mưa ăn này nè. Ăn cái chi kìa. Mời cả nhà mình nha. Rồi mời cả nhà. Đây là bữa cơm chiều cùng gia đình của chú Minh. Rồi mời cả nhà. Sao mà làm quán đi tới giờ ai mời cả nhà. Dạ cái này. Đây này trai. Chào. Nó biết uống à.
ngon chưa? Cái nữa. Rồi, rồi nhà. Xuống mà chấm chả. Rồi, chả được ha, được ha. Rồi, 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 để thôi, thôi đó. Cái chả nó thừa đó ha. Cái gì? Cái này của ai? Vô. Tại á, cảm ơn chấm chả thử miếng này. Không bất rồi. Nhưng mà cả nhà mình dùng bữa cơm với gia đình của mấy bạn của Hương nha. Gối nè, chú chát nè. Vô. Anh ấy, chú chát thôi. Rồi, như này. Rồi, vô mấy anh này. Rồi, rau cải, bánh chả. Rồi, vô cả nữa rồi. Rồi, mà cái nhà uống bia nha với gia đình có bạn Minh nha. Sao không kêu Út Kinh với cô lên? Út Kinh với cô ơi, lên đây. Lên ngồi luôn, ăn luôn đi. Ngon. Không ăn cơm phải là bể hả? Ăn bận đúng lắm đây. Bên ngoài có cho nhiều đế chưa tha đây. Để chưa ra. Vậy hả? Ốc ngon quá. Có gì không? Có gì không? Ốc bu. Em ép vô. Có đũa chưa? Công nhận làm ngon thiệt. Em vô. Dạ. Đũa kìa bà. Mấy cái này là cơm rán. Chim ngò bên đâu rồi? Chim ngò bên bánh kìa. Chim ngò bên chơi. Bánh nó đậm quá không? Đâu lan lộn nhau. Trời cái nó không đánh nhau rồi. Ủa? Không quá bởi vì mau hết ngon biên. Có chào 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 ăn được không chú Phùng? Ngon. Quá ngon. Chào này ác ha, ăn ác. Chao này là bị tranh là chao của cô Tư nha. Ở đâu vậy Mộc? Ở cô Tư ở thành phố. Anh mời thành phố là chao này ở Tây Ninh á. Ở Tây Ninh thôi, đừng đừng muốn ăn chứ ai sợ ăn chứ. Gà cho ăn lon chứ hả? Mồi bán quá, uống nó ngọt quá, nó mặn hết quá. Nó này hả? Ngon quá. Rau lan này mà chấm chao nữa, thích sảy. Cay quá. Sao chao của ớt cay quá. Thôi mình vô cái đi. Vô. Bây giờ nó chạm nước quá. Chú mình nói nãy giờ khát nước. Khát nước quá. Cái này là không. Vô vô không bàn á. Một mét rồi. Vô. Trăm trăm gì đâu. Ai uống nhiều tỉnh ngắn cho nghe em biết nha. Dạ. Cho xin 5 giây nha. Bữa nay tới nhà của em Minh và Diệu. Thì chị cũng gia đình chị cảm ơn hai vợ chồng chị với chị em rất là nhiệt nha. Dạ. Đón tiếp nhiệt tình cả nhà đãi đồ ăn quá trời. Cái này muốn chấm gì vậy? Chấm cua tôm nè, chế cá cho nó. Cái này đâu. Không phải cho năm ngồi đi ngồi. Cô ngồi đi, ngồi. Mời cô Út và chị em cùng ăn lấy cái bé cùng nha. Vô. Chị ơi, rồi đánh lắm nó lượt. Cho năm ngồi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Mình đó, xin làm đi vậy. Không ai muốn không được, bữa nay muốn được. Trời mình rồi. Ủa bạn Dung có rồi. Ngồi đi chứ. Tham để cho Nam. Ăn đi cô Chính, ngồi đi cô Chính. Dạ, tí xíu cô mới ngồi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Nha. Nó ngọt. Cái này ăn em cho anh cái mù không? Không cái mày. Cái mình. Cái mình. Cái này mới là cái mình nè. Anh cho em cái em cho anh cái tin. Đủ tí mà chơi chinh nhỉ. Mời cả nhà quá trà cà phê rồi nè. Không nào. Chị Tư Long Quang. Anh mời Út Cường giúp đỡ quá. Lần trước anh em mình vui quá, lần này cũng chắn hai em, anh thấy cũng hơi buồn. Thôi lại công nghe cũng đặt đó. Bây giờ mời Út Cường giúp đỡ cái đó. Út Liễu với Út Cường thấy chảy miếng. Cái bọc cho chế để qua đó cho anh nó định như cái. Dạ ngồi đi, ngồi đi. Vô mà cả nhà. Rồi vô. Gạch này ngon không? Gạch ngon hơn gì chị đâu? Ngon không? Mời đi. Có thân đấy. Mọi này bé thân, bữa nay nói được chắc là phải hao bia nhiều. Ngồi luôn đi cô Chính. Hao bia không mới cho con người bữa nay luôn. Nãy xin tết cơm mới nói lại. Nhắc uống gì chịu. Ngon. Thì uống mà. Uống vào xe đi ngủ thôi. Rồi bấy như nào? Thì em có đặt lại nhà mà em thấy có giọng làm phái rồi. Mấy cái bạn đó là công ty Phú Thành đó. Quý nha. Dạ. Đó là bữa nay là hậu vậy đó mà. Cho ngồi ăn đi hết trên. Không, ở số 6, vô số 6. Uống nhẹ đi. Uống chén thôi. Vô lấy bé rồi. Cái bao cái ăn dâu 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 cái ă
Đó đi cú chín, cú chín. Thấy bia đỏ là làm gì dễ uống ta? À bia đỏ dễ uống. Đúng không? Nhẹ. Bữa nay uống chắc được ba lon. Uống bốn lon. Bởi là ngọt chứ mặt nó khác như thế nào? Anh thấy nước mặn làm như là nó mặn hơn nước ngọt à? cái đó là ý trong anh nghĩ nha. Vì nó nước mặn nó phải mặn hơn nước ngọt rồi. Phải chơi chơi ngon rồi nè. Thấy thấy cái đầu sắc chứ? Cái bì ở đây rất là béo. Nó làm như là có cái thức ăn của tôm cá cua nó béo. Vậy thì mình chúc mừng cái lời của anh Khang, cái mình cho vô mình thấp cái bài. Chào mọi người. Vô nè. Vô nè. Muốn ta ăn mà vô hoài ta. Anh ngày nay là ăn đi mà chị mọi bé mà. Anh chủ vô quá rồi. Ngày nay làm gì? Vô. Nói chung biết là phút nào hỏi từ sáng tới ngày nó đỏ. Để từ từ trước nó được chưa? Nắng gì đi lần vòng. Không đi tôi đây à. Đi hoài hả? Không, mày ngồi đây, mày ngồi. Ngồi đó rồi. Cái ly này sạch không vậy bác? Rồi anh tới nhà uống anh. Có rồi, giàu quá rồi kìa. Em đã có mấy bài nè. Vậy là đây. Nhưng mà không biết mấy bài mà lại cho mình cái đàn quá. Không biết rồi. Chị chúc cơm em. Ăn bằng cơm nè, cơm mới sạch quá. Hả? Dạ chú Minh, mời chú Minh, dạng mời chú. Ôi, cái còn nhã. Rồi không phơi đi, làm bữa nay xong rồi thấy không có 100 đi ta. Chưa chưa chút nữa. Bữa nay ta nghỉ 100 mày. Nghỉ 100 mày, bữa nay ta nghỉ 100 mày. Chút mười 100. Ê. Ồ. Xuất sắc nha cả nhà. Ốc này nè, ốc này bữa nay mới ngon nè. Ốc bữa hổm á. Bây giờ chị Hùng với mình không? Dạ nhà. Dạ. Mình mở bên đi chị Hùng với mình chỉ đầu tư cái đây. Chị mướn chiếc xe đây mình lên cảnh cột ốc với cậu dừa về. Đó, mình tao luôn. Nè Nam. Dạ, hả? Dạ. Vừa là bao đó. Thiệt là đã. Dạ không mà cái tay nó ở đây nè. Dạ không nhưng mà cái tay vẫn đưa. Rồi cái chấm cái này ác gì? Cái này là chao hả? Chấm muối thì chấm miếng ngon. Hai chiên lọt đi. Chán cái này anh ơi, chán này chán cái con mẹ. Chao nè. Chấm lộn.